Sáng ngày 21 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã, mùng 3 tháng 2 năm 1964, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, lãnh đạo các đơn vị quân đội, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cùng đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân xã Hòa Bình. Mở đầu buổi lễ là phần nghi lễ diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã của cán bộ công chức, các ban ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng thanh niên, nhân dân, các làng văn hóa, màn chống hội được dàn dựng công phu, thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc. Sau phần nghi lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tự hào một miền quê với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, cô và trò ba cấp học, các hạt nhân văn nghệ của địa phương. Với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, chương trình được dàn dựng công phu hoành tráng, có chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bắc Hồ vĩ đại, ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước, truyền thống thủy nguyên anh hùng cuột khởi, ca ngợi sự đổi mới của quê hương hòa bình, mảnh đất anh hùng, đô thị xanh ngời sáng, tạo không khí sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Hòa Bình, mùng 3 tháng 2 năm 1964, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Cách đây 60 năm, vào ngày 3 tháng 2 năm 1964, Đảng bộ xã Hòa Bình được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức và bước vào giai đoạn phát triển của Đảng bộ. Dù trong giai đoạn cách mạng nào, Đảng bộ xã Hòa Bình luôn tự hào vì những đóng góp không nhỏ, chi viện xứng đáng sức người, sức của cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cùng dân tộc viết nên những trang sử hào hùng, bài ca chiến thắng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổng kết hai cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế, xã có 195 liệt sĩ, 12 thương bệnh binh, 23 người bị nhiễm chất độc hóa học, 14 mẹ được nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Với những thành tích và đóng góp quan trọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình được Đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương lao động hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ xã Hòa Bình đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về chính trị, tư tưởng, tổ chức, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động sáng tạo. Đảng bộ xã đã lãnh đạo đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Kinh tế của xã có sự tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp khang trang hiện đại, văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,44%. Năm 2023, xã Hòa Bình được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ xã Hòa Bình nhiều năm được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương thủy nguyên anh hùng. Đồng chí nhấn mạnh, huyện đang đứng trước rất nhiều thời cơ, vận hội phát triển mới, chuẩn bị các điều kiện thành lập thành phố thủy nguyên. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy chính quyền xã cần khẩn trương chủ động chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang mô hình tổ chức chính quyền đô thị, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý sắp xếp tổ chức theo yêu cầu tiêu chuẩn đô thị, tiếp tục nâng cao chất lượng bộ máy hành chính phục vụ nhân dân, chuẩn bị trước một bước công tác cán bộ, công chức để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thành lập phường, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, quản lý quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng môi trường, tập trung khai thác tiềm năng lợi thế, xác định các khâu đột phá về tiếp tục chỉ đạo, phát triển kinh tế theo hướng đô thị, thương mại dịch vụ. Quan tâm triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt cần tiếp tục quan tâm phát huy di sản phi vật thể nghệ thuật ca trù gắn với khai thác di tích Phủ Từ, Đông Môn và các di tích khác.
quan tâm triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, quốc phòng an ninh, phát huy hơn nữa vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua. Đảng bộ xã cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trước mắt cần tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui xuân đón Tết, vui tươi, an toàn và lành mạnh. Nhân dịp này, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy đã trao tặng bức chướng mang dòng chữ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình, đoàn kết, đổi mới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, hăng hái tiến lên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng hòa bình, đất anh hùng, đón chào đô thị xanh ngời sáng, phấn đấu trở thành phường trung tâm của thành phố Thủy Nguyên kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại vào năm 2025.